Đây là cảnh đối lập ở dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sau gần một năm thi công. Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng đang bị gặp khó. Đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài 34 km khi chưa thể giải phóng mặt bằng. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với tổng chiều dài khoảng 54 km khởi công vào tháng 6 năm 2023. Trong đó, thành phần 1 dài 16 km do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Thành phần 2, dài 18,2 km do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm chủ đầu tư thành phần 3, dài 19,5 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng, hứa hẹn rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực. Theo ghi nhận của Vietnamnet, ngày cuối tháng 5 tại Bà Rịa Vũng Tàu, công trường thi công rất sôi động với các hạng mục như cống thoát nước, đắp đất, cấp phối đá răm, hầm chui, cọc khoan nhồi, cầu vượt ngang, đường công vụ. Toàn tuyến với 11 cầu và một hầm chui dân sinh, hiện liên doanh 3 nhà thầu đang đồng loạt triển khai với hơn 15 mũi thi công, bao gồm 225 máy móc và hơn 400 nhân lực. Theo Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cảng Cái Mép Thị Vải, tổng diện tích thu hồi đất để thực hiện là hơn 137 hecta, gồm 1.215 hộ. Đến nay, tổng kinh phí bồi thường là 2.739 tỷ đồng cho 1.209 hộ, đạt khoảng 99,5% mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Phía tập đoàn Sơn Hải cam kết dự án sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 30 tháng 4 năm 2025. Trái ngược hoàn toàn, hai dự án thành phần đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài 34 km vẫn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án. Cụ thể, thành phần 1 với diện tích cần thu hồi hơn 137 hecta, Dự án ảnh hưởng hơn 1.740 hộ, trong đó có 1.550 hộ phải tái định cư. Tuy nhiên, Địa phương mới bàn giao hơn 36 ha, tức đạt 27%. Hiện nay, mặt bằng chủ yếu tập trung vào các khu vực đất giao thông, sông suối và những mảng nhỏ lẻ không liên tục khiến cho việc triển khai thi công dự án gặp nhiều khó khăn. Nhà thầu đã huy động máy móc, thiết bị và nhân công để thi công các hạng mục cầu vượt ngang, nền đường, hệ thống thoát nước và cống chui dân sinh trên những khu vực đã được bàn giao. Tại thành phần 2 với chiều dài 18,2 km qua địa bàn huyện Long Thành gồm 4 cầu chính tuyến, 5 cầu vượt ngang, 14 cầu trong nút giao, 9 hầm chui dân sinh và 3 nút giao liên thông. Tổng diện tích thu hồi hơn 176 ha với 1.500 hộ bị ảnh hưởng. Mặt bằng đã bàn giao cho đơn vị thi công hơn 49 ha đạt 28%, không liên tục với chiều dài gần 6 km. Hiện các đơn vị đang triển khai 33 mũi thi công với gần 100 máy móc và khoảng 400 công nhân, kỹ sư làm việc liên tục. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu so với kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân chính là do sự chậm trễ trong công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và xây dựng khu tái định cư dẫn đến khó khăn trong giải phóng mặt bằng tại thành phần 1 và 2 của cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đây là những thông tin mới nhất về việc thi công cao tốc biên hòa vũng tàu nếu các bạn thấy video này hữu ích hãy đăng ký kênh bấm subscribe để ủng hộ mình